Vâng, điện tử Cao Phong xin gửi lời chào các bác. Xin mời các bác đeo tai phone và để thẩm âm tiếng súp cực kỳ hay. Cao Phong đang test tiếng súp từ một quả súp hơi Bát 40 3G Audio hàng bãi xịn Bát 40 từ 22-100, kích thước rất là gọn gàng và đẹp, hình thức bát mặt các nhá, 3G logo 3G Audio này, 3G và B3 là một. Đấy, hàng bãi xịn, bao zin bao xịn các bác. Bát 40 kích thước rất là gọn gàng nhá. Kích thước cái chiều ngang của nó chỉ là 50, chiều cao là 45 và chiều sâu là 45. Kích thước cực kỳ gọn gàng, thùng gỗ xịn, đẹp xuất sắc các nhá. Đó, các bác nhìn này. Đây, công suất của quả sút này là 500W một quả nhá. Các bác nhìn này, thông số kỹ thuật này. 3G Audio. Đấy, model là GS115B. Công suất là 500W một quả. Đấy, đánh trong cái giải tần rất là sâu 45Hz. Độ nhạy là 95 dB, trở kháng 8 ohm, trọng lượng 27 kg một quả nhé. Tem mã số mã vạch đường vào rất nhiều trích, thùng gỗ xịn của súp 3G, hàng tuyển chọn các nhá, rất đẹp luôn. Lưới căng bằng sắt, logo 3G Audio. Bạn nào muốn quan tâm đến nội thất thì nán lại một chút nữa, em sẽ mở nội thất quả súp này ra để các bác cùng chiêm ngưỡng. Đây các bác nhìn thấy hình thức của nó rất là đẹp và xinh. Bát 40 và đặc biệt là bát mặt các nhá, bát mặt thì chơi gia đình nó rất là hay. Bên cạnh em đang test với cùng một con đẩy, một kênh chuyên súp ABU đẹp xuất sắc nữa, là con này rất là đẹp luôn, ABU hàng cao cấp nhất thị trường hiện nay. Đấy, bây giờ em sẽ đứng máy và em để quay cái nội thất của quả súp 3G Audio Bát 40 này cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Đây các bác nhìn, ngắm nhìn này. Kích thước chiều ngang là 50 này, chiều cao là 45 này và chiều sâu là 45. Hình thức bát mặt rất là gọn gàng và đẹp, sang trọng để các bác chơi vào trong cấu hình âm thanh karaoke gia đình, từ nhỏ nhất đến những căn phòng dưới 50m2 thì các bác chỉ cần một quả súp này thôi. Đấy, tiếng súp nó rất là hay. Đấy, các bác đeo tai phone và để thẩm âm cái tiếng súp các bác nhá. Đó, tiếng súp đánh rất là chắc, tiếng ấm, tiếng và lực. Đấy, tiếng dày. Đấy, nó tiếng nó thu về rất là nhanh, không có đuôi, không bị rèm, cho tiếng súp cực kỳ hay, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc luôn. 3G Audio là tiền thân của B3, hay gọi là 3G và B3 là một các nhá. Bao hàng bãi xịn, bao zin bao xịn, bao đẹp xuất sắc như các bác. Những quả súp 3G này đấy, rất là đáng để các bác chơi trong gia đình. Nó rất là gọn gàng, kích thước gọn gàng, thùng gỗ xịn của súp 3G nhá, chứ không phải là cái thùng giấy thùng giếc mà các bác sợ mưa. Cái này thùng gỗ xịn luôn, rất đẹp và chắc chắn. Đó, logo 3G ở bên dưới mặt căng, căng bằng sắt, bên trong nó có lớp lì chắn bụi. Đang test cùng với con đẩy ABU hàng xuất Mỹ, ABU đẩy một kênh chuyên súp. Đấy, đây là bộ đôi hoàn hảo, nên các bác có nhu cầu cả bộ đôi này hoặc là một trong hai, các bác liên hệ điện tử Cao Phong số điện thoại 0772260096. Quả súp 3G này là bát 40, đấy, súp hơi, bát mặt, bát 40 từ 22-100, hàng bãi xịn, bao zin bao xịn cho các bác nhé, bao đẹp xuất sắc, tiếng oánh cực kỳ là phê. Bây giờ em sẽ đứng máy và để em tháo cái bát ra đồng cùng các bác chiêm ngưỡng cái nội thất của quả súp này. Các bác chờ em một chút. Dạ vâng. Đây là nội thất của quả súp 3G Audio Bát 40 hàng bãi xịn. Bát 40 các bác nhá, từ 22-100. Bao zin, bao đẹp, bao xịn và đẹp xuất sắc cho các bác này, các bác nhìn này. Đầu tiên là một cái bát từ 22-100. Đấy, các bác nhìn nam châm của nó rất là dày. Và tất nhiên rồi, hàng xịn thì trên nam châm nhà sản xuất sẽ bắn chìm tia laser số lô vào cái nam châm này, không thể tẩy xóa được. Đây là hàng xịn, kể cả B3 nhé, 3G và B3 là một, tem cross này các bác này. Cái nam châm của nó rất là dày nên cho tiếng bát cực kỳ uy lực. Chân kẹp dây loa bằng đồng vàng óng luôn, tất cả râu này rất nguyên zin, 8 xương gông đúc gân vải lụa tẩm dầu. Cái màng của nó rất là dày nhá. Ở trên này nó có một cái đường gioăng chống tiêu âm. Các bác nhìn kỹ lại, đây là số lô bắn chìm tia laser vào nam châm, hàng bãi xịn của B3 và 3G là nó phải có cái này, rất sắc nét và không bao giờ tẩy xóa được, nó bắn chìm. Đấy, còn nếu như hàng fake mà không phải hàng xịn thì các bác chỉ cần lau đi là nó sạch. Đấy, nhưng mà cái này là hàng xịn, nó bắn chìm bằng tia laser và kể cả bác nước bác nào rành ấy, các bác chỉ cần nhìn thấy là nó khôn này. Nó rất sắc nét mà nó khôn. Đấy, và từ của nó là từ 22-100, tem 3G các bác nhá, tem 3G này. Đấy, tem 3G mà bát cùng từ còn rất là đẹp, từ 22-100. Và các bác lưu ý này, tất cả các loa súp cũng như là loa full của B3 và 3G mà là từ 22-100 nhé, thì nhà sản xuất người ta sẽ chống gãy
giữa nhện và màng loa cổ này, thì nhà người ta sản xuất người ta đã đổ sẵn một lớp keo này. Đây là keo zin nguyên bản nhé. Còn nếu như là B3 hoặc là 3G mà bát 40 tới 2 hay là bát 50 tới 2 cùng 100 mà các bác nhìn bên trong này nó không có cái lớp keo này thì các bác phải xem xét nhé. Còn zin nguyên bản là nó phải có một cái lớp keo này, là chắc chắn như vậy. Hàng này em bao zin bao xịn cho các bác nhé, bao zin nguyên bản 100%. Thì các bác sở hữu những quả súp này thì các bác hoàn toàn yên tâm. Bao zin tuyệt đối. Đấy. Tất cả nguyên zin và đẹp xuất sắc. Để các bác nhìn cái màng bát của nó rất là xanh nhỉ. Màng bát nhiều sóng nhá. Đấy, nhiều sóng, đây rất là nặng, em không thể một mình một tay em cầm máy quay và một tay em chỉ hơi nghiêng, các bác nhìn nhá. Gân vải lụa tẩm dầu. Màng bát của nó còn cực kỳ đẹp luôn. Nó dùng ít nhưng các bác nhá. Offer nón loa này. Tất cả nguyên zin 100%. Đấy, màng bát còn rất đẹp luôn. Đấy, gân vải lụa tẩm dầu và cái gân còn rất là dính tay, đẹp nên quả súp này về các bác không phải dưỡng gân cũng không phải làm gì. Đấy, đẹp tuyển chọn luôn. Offer các cái là zin tuyệt đối, màng bát xanh căng. Đấy, căng mỏng luôn. Quả súp này phải nói là cực kỳ chất lượng. Này các bác nhìn nguyên zin nguyên bản 100%, bao zin nhá. Bao zin nguyên bản, bao ship cho các bác. Đấy, hàng tuyển chọn bát 40 từ 22 cô 100. Quả súp 3G phải nói là xin báo cáo với các bác là súp các bác rất là mong chờ những quả súp 40 bởi vì kích thước của nó gọn gàng để các bác chơi gia đình. Chứ đa số là nó súp của nó là súp 50 thì rất các bác rất là e ngại là cái kích thước của 50 nó lớn quá. Thì các bác chơi gia đình thì nhiều bác có phòng rộng thì còn chơi, các bác phòng vừa phải thì 50 nó lớn quá thì các bác hỏi những quả 40 này rất là nhiều nhưng không có hàng các bác nhá. Này cái số lượng nó về rất là ít thôi, về được có 2 quả thôi thì em đã cho lên đường một quả xuống Hải Phòng cho bác. Khách hỏi bác đánh giá rất là cao. Ngày hôm nay còn quả này thì bao xuất sắc cho bác, không tìm thấy bất cứ một cái điểm gì để các bác có thể chơi quả súp này luôn. Đẹp tuyển chọn luôn, từ thùng vách đến cái bát của nó này, zin nguyên bản 100%, bao zin bao ship nhá. Đấy, ngắm kỹ lại một lần nữa cùng các bác. Đấy, số lô này, số lô hàng ship của súp 3G. Đấy, nhắc lại với các bác là 3G và B3 là một, hay còn gọi đúng chính xác là 3G là tiền thân của B3. Đấy, tiền thân của B3 nên 3G và B3 là một các bác nhá. Tem cà rốt này các bác nhìn tất cả đẹp thật ý. Công nhận phải nói quả súp này rất là đẹp. Đấy, zin nguyên bản 100%. Đấy, cái từ của nó khủng, bát này nó rất là nặng đấy nhá. Bát 40 từ 22 cùng 100 thì cái bát này nó nặng đâu đó tầm hơn chục cân một cái bát này. Đấy, bao zin bao đẹp xuất sắc luôn. Quả súp này em nhắc lại thông số kỹ thuật là 500W một quả này nhé. Đấy, trọng lượng 27kg, công suất là 500W một quả. Đấy, rất đẹp luôn, tuyển chọn đẹp xuất sắc. Cái màng bát này các bác nhìn này, xanh lét căng rất là đẹp, màng rất là căng và đẹp. Đấy, offer nón loa zin nguyên bản các bác nhìn này, tuyệt đối phải nói là zin xuất sắc luôn. Gân vải tẩm dầu vẫn còn rất là dính, rất là mới này. Đấy, bát 540 từ 22 cùng 100, kích thước gọn gàng để chơi gia đình. Đấy, rất là lý tưởng. Đấy, các bạn nào có nhu cầu những quả súp 3G bát 40 cùng với con đẩy, một kênh chuyên súp ABU, hàng bãi xuất Mỹ cao cấp nhất thị trường hiện nay, chạy toàn bộ linh kiện xịn của Nhật và Hàn Quốc. Đấy, nó cho tiếng súp rất là hay. Đấy, các bác kết nối Zalo cũng như là số 0772260096, em giao hàng toàn quốc. Xin cảm ơn các bác và anh em. Ở đây quay cho bác về cái bông tiêu âm một chút nữa. Các bác nhìn nhá. Trên cái đằng sau cái lưới căng này nó có lớp nỉ chắn bụi này. Đấy, bông tiêu âm lông chuột này. Đấy, hàng bãi xịn của 3G và B3. Đấy, logo phía căng mặt trước này. 3G audio này. Đấy. Thông số kỹ thuật một lần nữa các bác cùng chiêm ngưỡng nhá. Này, 500W một quả. 3G audio model là GS115B. Đấy, 500W một quả. Đấy, tem mã số 3 vạch và trọng lượng là 27kg một quả, trở kháng 8 ohm, đẹp tuyển chọn xuất sắc, thùng gỗ xịn nha. Đấy, thùng gỗ xịn và chắc chắn. Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Bát xuất sắc luôn, rất là giá trị. Bát từ to một găng tay đẫy con này, từ 22 cùng 100, cái từ to bao giờ đánh tiếng bát của nó uy lực. Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.